Hỏi hữu thình. Tôi hỏi đất, đất giống với đất như thế nào? Chúng tôi tôn cao nhau. Tôi hỏi nước, nước sống với nước như thế nào? Chúng tôi làm đầy nhau. Tôi hỏi cỏ, cỏ sống với cỏ như thế nào? Chúng tôi đan vào nhau, làm nên những chân trời. Tôi hỏi người, người sống với người như thế nào? Tôi hỏi người, người sống với người như thế nào? Tôi hỏi người, người sống với người như thế nào?